Bị tố nói dối vụ làm không lương 10 năm, sự ra đi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hiện tại vẫn để lại nỗi mất mát và tiếc thương cho người thân và những khán giả đã dành sự yêu mến suốt nhiều năm qua cho ông Hoàng cải lương. Tuy nhiên đáng buồn là sau sự ra đi của nghệ sĩ quá cố, mạng xã hội đã nổ ra ồn ào xoay quanh những tranh cãi liên quan đến tài sản. Gia đình của nghệ sĩ liên tiếp lời qua tiếng lại khiến công chúng ngán ngẩm. Đáng chú ý, trong lúc tranh cãi với Hồng Loan, con gái ruột Vũ Linh, trợ lý Kim Nga buột miệng đòi bàn thờ, khiến dư luận dậy sóng. Tuy nhiên, ngay sau khi em và cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh được cho là bị đuổi ra khỏi nhà và làm đơn kiện Hồng Loan, Kim Nga lại bất ngờ quay xe khiến ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn ghi âm, được cho là Hồng Loan gọi điện thoại cho trợ lý Kim Nga nói về chuyện cái bàn thờ. Hồng Loan hỏi địa chỉ để ship bàn thờ, nhưng Kim Nga từ chối. Không, đã nói cái bàn để thờ cậu mà hỏi nói hoài trời. Con gái Vũ Linh khéo léo nói, với lại em thấy bàn thờ ba nhỏ quá nên em muốn đổi cái lớn hơn. Kim Nga kiên quyết từ chối, để đó xài luôn đi bữa nói rồi. Nghe thấy thế, Hồng Loan cũng làm theo ý Kim Nga, nhưng nhấn mạnh một điều, vậy là không lấy phải không? Sau này mà xong 100 ngày mà bà đòi lấy, tôi cũng không biết đâu mà thờ ba hà. Thái độ của trợ lý Kim Nga khiến dân tình đặt nhiều nghi vấn, bởi lẽ trước đó cô từng bức xúc khi bị con gái Vũ Linh mời ra khỏi nhà. Nhiều người cho rằng Kim Nga thay đổi thái độ với Hồng Loan vì sợ giống mẹ con Hồng Phượng. Ở một diễn biến khác, mặc dù có động thái quay xe, Kim Nga vẫn bị dân tình lên án và đặt nhiều dấu hỏi. Đầu tiên, theo chia sẻ của gia đình, Kim Nga làm trợ lý cho cậu Năm không lương trong suốt nhiều năm, nhưng khán giả lại cho rằng với người sống tình cảm và cực kỳ sòng phẳng tử tế như nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ không chấp nhận cho Kim Nga làm không công. Hơn nữa, cộng đồng mạng còn soi ra chi tiết. Nga được cố nghệ sĩ tặng đất 2.000 m². Theo đó, trong một đoạn clip, khi đang nhậu cùng anh em, nghệ sĩ Vũ Linh nói ông muốn để lại nhà đang ở cho Hồng Phượng, Hồng Loan, Hồng Nhung, còn ông sẽ về Bình Chánh xây nhà khác. Cậu sẽ về Bình Chánh mua miếng đất. À mà con Nga còn miếng đất 2.000 m² mà, nó riêng, rồi nó chia cho cậu khoảng 200 m là được rồi. Chưa hết, mạng xã hội còn xuất hiện tin đồn. Ngoài mảnh đất 2.000 m², Kim Nga còn được cậu Năm tặng cho một sổ tiết kiệm nhưng không biết cụ thể là bao nhiêu. Hiện phía gia đình Vũ Linh và Kim Nga chưa lên tiếng về thông tin này. Trước đó tại tang lễ, Hồng Phượng từng chia sẻ trợ lý Kim Nga, người được gia đình xem như người thân, không rời Vũ Linh nửa bước theo đúng nghĩa đen. Hồng Phượng cho biết thêm, Kim Nga ban đầu là người hâm mộ cuồng nhiệt của Vũ Linh, chỉ hâm mộ giọng hát của thần tượng, biết và tiếp xúc với Vũ Linh thông qua nhiếp ảnh gia Hoàng Vinh. Hoàng Vinh nhiếp ảnh gia chụp nhiều bức ảnh để đời cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, di ảnh đặt trên linh cữu Vũ Linh do Hoàng Vinh chụp. Đây cũng là bức ảnh được ông Hoàng cải lương tuồng cổ yêu thích nhất, từng là quản lý trên danh nghĩa của Vũ Linh. Trước khi Hoàng Vinh qua đời, anh là người nhận show chăm sóc cho Vũ Linh mỗi khi lưu diễn. Sau khi biết Kim Nga là người hâm mộ nhiệt thành của Vũ Linh, Hoàng Vinh đề nghị chị Nga phụ công việc cho Vũ Linh. Chị liền chấp nhận, bắt đầu lương duyên cậu cháu kéo dài suốt một thập kỷ. Theo Hồng Phượng, nhiếp ảnh gia Hoàng Vinh trước khi qua đời gửi gắm Vũ Linh lại cho Kim Nga. Chị nhận lời làm trợ lý cho cậu Năm, không màng đến việc lấy chồng sinh con. Hơn 10 năm rồi, chị Nga và chị như hình với bóng. Chị sống cùng nhà với cậu Năm tại đây. Chỉ căn nhà ở Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Hồng Phượng nói. Cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho biết, Kim Nga từ lâu trở thành người trong gia đình. Chị Nga gọi Vũ Linh là cậu, ông gọi Nga là cháu. Không có cách trợ lý nghệ sĩ. Từ ngày sức khỏe của ông Hoàng cải lương Hồ Quảng xuống cấp, chị Nga bên cạnh săn sóc từng bữa ăn. Những ngày cuối đời, chị Kim Nga không khác gì thành viên trong gia đình, thay phiên Hồng Phượng bình tinh chăm sóc cho cậu Năm. Cậu Năm nhiều lần kêu chị Nga lấy chồng nhưng chị không chịu, nói là con lấy chồng thì ai chăm cậu. Nhiều lần tôi còn trêu chị Nga là đang bận chăm chồng hả? Gia đình tôi biết ơn chị Nga nhiều lắm, chưa ai thương và chăm cậu được như chị Nga, Hồng Phượng chia sẻ thêm.